Bây giờ thì sẵn Thái miền Tây đang đậu nghỉ, mình hỏi thăm anh Thái miền Tây mình tí. Đó thì nghe nói ở chiếc này cắt đất nhà mà giá lúa rẻ quá rồi. Em về hồi ghe vô chở đem về luôn. Hồi về ghe đem về chở đem về sấy luôn ha, không bán ha. Sấy đem về dưới rồi. Dưới luôn. Ơi, chịu hết nổi luôn đó hả? Má ơi, ủa nãy vậy thuốc gì? Vậy thuốc. Trời ơi các bạn, đó, đây anh em chịu không nổi luôn vụ đông xuân mà chúng cả này giờ anh em phải thủ thuốc theo trên đồng uống luôn nè các bạn. Thấy không chưa? Đó, mà là mắt có chứng đàng hoàng nha các bạn, đó anh em đang uống thuốc nha. Uống cho anh em xem luôn nè, chơi ủa, chơi thuốc cộng luôn hả? Cộng luôn. Ờ trời. Thấy không chưa các bạn? 2 tháng 3 chạy tốc độ các bạn xem luôn. Nhưng mà không học gần nha. Không ra lúa, mình mới dạch lúa cho các bạn xem đó. Có bụi kìa. Rồi rồi. Thấy không chưa? Dàn lúa này, lúa đây năm nay đỡ không? Rồi mùa này. Lúa công cả tấn nữa rồi kéo cũng bệnh luôn. Trời ơi trời. Qua các miếng 5-6 công kéo cũng dẻo hết luôn. Mà nghe nói miếng này là miếng nhà của Thái miền Tây là tính là cắt là về sấy luôn. Về sấy luôn phải không? Bán hết được rồi. Vậy vậy là bán hết được á hả? Ờ lại. Đâu có sạc đâu chín mấy giờ còn bảy mấy à, nghĩ bán luôn cắt nhà luôn đem về sấy. Vậy đem về sấy luôn. Đó. Lúa là giá bán nữa. Đó nha các bạn, đó là đây thì hí heo. Hôm nay thấy miền Tây cắt lúa nhà. Cái này bao nhiêu công? 40 công. Dòng cho nó chơi luôn. Còn như đây là gọi là 40 công, vậy là của Thái miền Tây là chuyến này là đem về sấy nhà luôn nha các bạn. Đây, tiếp tục các bạn nhau người xem nha. Tiếp tục hôm nay mình quay chiếc máy của Thái miền Tây. Thái miền Tây hôm nay cắt lúa giáp mình nha các bạn. Siêu sập rồi. Của giáp mình nhưng mà năm nay nó trúng á. Sập rồi nè, đông sưng mà. Rồi giờ cái này các bạn. Dẹp lép hết trơn. Quá trời. Lúa sập á thì để mình quay cho các bạn xem nè. Trời ơi, bụi không má. Đấy các bạn. Đó mình dạch gom dạch gà cho bạn xem nha. Đó. Lúa giáp mình đông sưng nè các bạn. Thì nói chung cái vàng lúa năm nay thì tầm tháng 3, tháng 2 hết trơn luôn. Lúa nào cũng vậy các bạn. Nhưng mà lúa sập mà thấy mình tay cắt con cái rồi nè ha. Vậy là quá đạt rồi nha các bạn. Thì nói là ngay mình cũng có quay cận cảnh cái clip của cái gần và thanh đập của Thái miền Tây cho các bạn xem rồi ha. Đó là máy Thái miền Tây là chạy là không bọc gần, lúa nào cũng không chứng cá luôn. Đó là xài loại thanh đập mới bây giờ đó các bạn, không có xài thanh đập ha. Nó xài gần như thùng suốt á. Bây giờ hiện tại Thái miền Tây đang cắt giống giáp kim và lúa sập. Tầm tháng 2, tháng 3 chạy tốc độ các bạn xem luôn. Nhưng mà không học gần nha. Không ra lúa, mình mới dạch lúa cho các bạn xem đó. Đúng là bụi kìa. Rồi, rồi. Hãy hồn đi cho. Ở gần Thái miền Tây thì mình cũng có quay cận cảnh cho các bạn xem đó. Dưới thành dưới trà thanh đập. Gần là bao tràn gần luôn mà. Đông sưng thì các bạn biết năm nay thì không bao giờ mà ai mà dưới tấn mốt hết. Từ tấn 2 trở lên hết. Lúa sập thì mê giúp men mà chín rồi thì nó tới ngày nó cũng tự động nó sập đó các bạn, nó cũng giống như 5 con 4 vậy đó. Hết còn thì nó dẻo nữa chứ, giúp men rồi các bạn. Nó mà không còn nắng thì chạy ngon nha các bạn, nếu mà nó sập một cái thì cắm đuối với nó liền nó mà. Đập con cái là nó dẻo lắm luôn. Phước mặt trời gọi là nó dẻo. Các bạn nghe thấy mày ủi rồi, nghe mê không? Trời.
nói chung là mấy tháng miền Tây thì phải nói là mình quay là khá nhiều để cho các bạn xem luôn nha. Nói chung mấy tháng miền Tây thì đời 2016 đó các bạn, mùa đầu đầu tới giờ luôn đó, cho nên là vẫn còn xài ngon lành. Các bạn cho mọi người xem và tham khảo. Ở đây thì đội máy kéo của Thái Miền Tây, anh em đang chở xuống Thái Miền Tây chuyến này đi. Anh em tăng cường tới 4 người. Một tâm mát, hai là hí heo. Dưới anh mời nha các bạn. Lúa dép men mà, quả trời trúng những năm này. Anh em máy kéo năm nay muốn bị tai biến hết luôn. Đang bấm lại. Chào. Rồi anh em lại đây, hốt qua đây lên các bạn. Cái dàn lúa này, lúa ở đây năm nay đỡ không? Giờ mùa này lúa tầm cả tấn rưỡi luôn, kéo cũng bệnh luôn. Trời ơi trời. Qua các miếng 5-6 công kéo cũng giãn hết luôn. Mà nghe nói miếng này là miếng nhà của Thái Miền Tây là tính là cắt là về sấy luôn. Về sấy luôn phải không? Bán hết được rồi. Vậy vậy là bán hết được á hả? Ờ lại. Đâu có sạch đâu, chín mấy giờ còn bảy mấy à, nghĩ bán luôn rồi, nó cắt nhà luôn đem về sấy. Ờ vậy đem về sấy luôn. Đó. Lúa là giá bán nữa. Ờ đó đó nha các bạn, đó là đây thì hí heo. Hôm nay thấy miền Tây cắt lúa nhà. Cái này bao nhiêu công? 40. 40 công. Ở bốn ờ dòng cái nói chơi luôn dạ, bốn như đây là gọi là 40 công, vậy là của Thái Miền Tây là chuyến này là đem về sấy nhà luôn nha các bạn. Đó vậy là không có bán được rồi phải không Tâm Mát? Vậy là năm nay là Thái Miền Tây dính trưởng hả? Dính trưởng rồi, đem về sấy luôn rồi. Đem sấy luôn rồi. Ờ chết luôn, cắt còn dắt lúa tấn luôn. Vậy là ra giá nó tăng luôn. Thái vậy là Thái Miền Tây là 40 công đất nhà hôm nay về sấy hết rồi các bạn. Giống lúa dép mìn nha, nó 9.000 mấy mà giờ nó còn 7.000 mấy à. Thái Miền Tây không bán bây giờ đem về sấy luôn nha. Dữ lắm cái dàn lúa nha các bạn. Nè các bạn coi cái dàn lúa ở trong này, cái đồng thấy hồn luôn. Trời mà giá rẻ quá, giờ Thái Miền Tây để lại dí luôn rồi, về sấy luôn. Đó thì mới nghe em hí mình chia sẻ nha, 40 công đất luôn mà. Giá lúa rẻ quá, để lại đi sấy rồi để lại chờ lúa lên giá bán giúp mình nha các bạn. Lúa nhà quá trúng luôn. Dép min mà nó gồm thứ này thì trúng là phải rồi, quá trời trúng. Để bao quê luôn á. Chưa sập. Wow. Thấy lúa Thái Miền Tây ý mấy Thái Miền Tây chứ này độ thêm một cái quạt gió trước hàm luôn nha các bạn. Quá wow, lúa trúng năm nay bụi quá bụi, Thái Miền Tây độ cái quạt gió hàm luôn. Hết hồn luôn chưa?
Đó, còn một miếng này nữa là rồi 40 công nữa các bạn, quá trời luôn ha. À các bạn, một cụm lúa đây nè các bạn, hết hồn chưa, dữ lắm cái dàn lúa nè, chắc dày chim chinh luôn đó. Đây ủa, chế hoạch đó các bạn. Chưa cơ bạn, thấy gì không quá quyết chưa. Đó, thấy một đây nha, quá đã. Đây mình quay cái dàn lúa của anh em cho các bạn xem ha. Đó đây nữa nè, đây một cụm lúa nè. Ở quyết định là đem về sấy nha các bạn. Rồi chắc bên đây cụm nữa. Bốn chục công đem về sấy hết luôn dép miên. Rồi vậy thì thấy miền Tây còn làm nữa chắc cũng xong miếng này. À, miếng đất nhà xong rồi nha các bạn. Rồi thì hình như là qua chạy miếng bên kia luôn. Thì thấy hôm nay thì cắt ở đây thì cũng như cắt đồng nhà các bạn. Cái máy kéo của ai mà nằm lưng đưng kìa trời. Cắt đầu trên. Ở trời đậu lưng đưng giữa mẫu luôn vậy. Thấy miền Tây chuyến này vô Đông Sơn này, thấy miền Tây đã đậu lên một cái quạt chó nha các bạn. Bên kia một cây, bên kia nó mà không biết của ai luôn nè. Này cũng đang đốt đồng nữa các bạn ơi, quá khói nha. Rồi xong. Rồi tiếp tục thì đi cắt chỗ mới nữa. Đời 2016 thì nó là ngay thấy miền Tây thì chiếc máy cũng mới tăng trang lại nha các bạn. Nói chung mà sơn phết rồi này kia tăng trang lại hết. Xe máy nó cũng như mới vậy. Đời 2016 chạy tới giờ luôn. Rồi xong. Rồi máy kéo đang chạy ra, vớt một cái nữa là xong luôn. Qua mương. Bây giờ thì chẳng Thái miền Tây đang đậu nghỉ, mình hỏi thăm anh Thái miền Tây mình tí. Đó thì nghe nói chuyến này cắt đất nhà mà giá lúa rẻ quá rồi. Đem về hồi ghe vô chở đem về luôn. À, hồi ghe đem về chở đem về sấy luôn ha, không bán ha. Sấy đem về dí rồi. Dí luôn. Hỏi các bạn đó, Thái miền Tây đó nha. Lúa dếp min mà nghe nói gì còn có 7.000 mấy luôn hả? Cho nên là rẻ quá, nghỉ bán luôn. Đó, giờ đem về sấy chờ lúa lên đem bán nha các bạn. Là đây là đất của Thái miền Tây là 40 công đó, quá trời luôn. Cho quyết định là về dí lại luôn. Hôm nay Thái miền Tây cắt đất nhà. Ủa làm vậy trời chịu hết nổi luôn đó hả má ơi. Ủa nãy vậy thuốc gì? Trời ơi các bạn, đó đây, anh em chịu không nổi luôn vụ đông xuân mà chúng cỡ này, giờ anh em phải thủ thuốc theo trên đồng uống luôn nè các bạn. Thấy không chưa? Đó mà là mắt có chứng đàng hoàng nha các bạn, đó anh em đang uống thuốc nha.
à, uống cho anh em xem luôn nè. Chơi ủa chơi thuốc cộng luôn hả? Cộng luôn. Ôi trời, hãy hồn chưa các bạn. Đem theo ga động uống luôn các bạn ơi, đông chân năm nay thấy sao, thấy sao? Ủa, thắt mà đem thuốc theo uống luôn à. Gì hả? Hết hồn. Rồi bây giờ thấy mình tay đã xong miếng nhà, bây giờ tiếp tục đi qua chạy miếng khác nha các bạn.